sơn cửu câu đô lên theo. Chuẩn bị. Mời em đô sân địa phương, ông
Văn Tuấn. Leo nhì lữ đại kỳ Đỗ Nguyễn Thị Nga vào gặp ban tổ chức. Đại kỳ Đỗ Nguyễn Thị Nga vào gặp ban tổ chức. Sau kèo vật này xin đại kỳ kèo vật thứ nhất của giải ba giữa ông Đỗ Ngô Thành Tân sân Vĩnh Phúc và ông Đỗ Nguyễn Văn Định với Xuân Định sân Gia Lâm trở về. Đây hai đô Ngô Thành Tân, Dân Vĩnh Phúc và đô Nguyễn Xuân Định, Gia Lâm chuẩn bị vận giải ba. Chúng tôi xin đề nghị hai ông đô đứng lại. Chúng tôi xin công bố kèo vật vừa qua kết quả như sau. Với miếng đánh rất nhanh, dũng mãnh và quyết liệt, Đô Văn Anh trường thể thao đã quật đổ Đô Triệu Anh Thư khỏi mặt đất và đem về toàn thắng của Leo A, Leo 1 nước. Đây thì chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Ai bị đau chân đấy? Xin đề nghị Đô Văn Anh trở lại sân đấu để chúng tôi trao Leo giải Leo luôn. Xin mời cụ Trần Khải. Xin mời Đỗ Triệu Anh Thư trở lại sân vật, chúng tôi đã có phần thưởng. Đây là ông Đỗ Văn Anh, trường thể thao đã toàn thắng ba đô lễ hội Tiêu Sơn 2021. Đại vì chúng nhân dân chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Đại vì cụ Khải, đại vì cụ Khải trao cho Đỗ Triệu Anh Thư phần khuyến khích của trọng tài Văn Tuyết, chắc là bạn thấy vật rất hay thưởng 500k. Đại vì kêu vật giải ba Dương Đô Ngô Thành Tân, sân Nam Định và Đô Thị Hải, sân Hải Phòng dưới sự điều khiển của trọng tài Đăng Tước. Mời hai đô bắt đầu. Mời hai đô lèo thường số 3 của lèo thường số 4 của Nam chuẩn bị giữa Đô Hữu Lộc và Đô Định Lộc. Xin mời ông Đô Hữu Lộc và Hà Tây và ông Đô Đình Long Vĩnh Phúc tiếp tục.
Đề nghị hai đô giải đi chuẩn bị. Đề nghị hai đô nữ thì giải nào?